Cuộc hội thoại diễn ra lúc 16 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Công Nì là tướng chỉ huy các lực lượng mặt đất ở miền Bắc Việt Nam từ Hà Nội, còn tướng De là chỉ huy quân Pháp tại Điện Biên Phủ khi đó. Phim tài liệu dài 50 phút do Ban truyền hình đối ngoại VTV4 thực hiện, phát trên VTV vào tối ngày 7 tháng 5, công bố những hồ sơ mật của Quốc phòng và Quốc hội Pháp nói về chiến dịch Điện Biên Phủ Giữa năm 1953, nước Pháp rơi vào khủng hoảng bởi cuộc chiến ở Đông Dương. Quân Pháp lúc này đã lún sâu vào thế phòng ngự. Trong khi đó, bộ đội du kích của Việt Nam mở các trận đánh lớn, nhỏ, làm suy yếu quân Pháp trên chiến trường. Nghị trường Pháp dậy sóng bởi những tranh luận không dứt về chiến tranh tại Đông Dương. Tranh cãi tại Quốc hội Pháp cuối năm 1953 cần chấm dứt chiến tranh Đông Dương và tìm ra lối thoát trong danh dự. Trong phiên họp Quốc hội Pháp vào ngày 27 tháng 10 năm 1953, Đại biểu Jean-Bert de Chambere nói, nếu các ông không muốn đối thoại với chính phủ Hồ Chí Minh thì chẳng có lối thoát nào khác, đó sẽ là chiến tranh. Và chúng ta sẽ còn phải đối mặt với một cuộc chiến tranh rất dài. Phim tài liệu Điện Biên Phủ nhìn từ nước Pháp tiết lộ bản âm thanh gốc cuộc hội thoại cuối cùng giữa Công Ni và Cát vào lúc 16 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Chúng tôi sẽ cầm cự càng lâu càng tốt. Tôi nghĩ điều tốt nhất bây giờ là lực lượng không quân phải yểm trợ hòa lực lớn để cố gắng đảm bảo quân Việt Minh dừng lại, chấm dứt nỗ lực tấn công của họ. Vâng, thưa tướng quân, giờ có rất nhiều người bị thương và nhiều người trong số họ nằm trong tay kẻ thù. Tôi hiểu chứ, hãy làm tốt nhất có thể bằng mọi cách để kết thúc. Những gì ông làm là quá tốt rồi, ông hiểu điều đó không, tướng quân? Vâng, tôi hiểu, thưa tướng quân, tạm biệt ông, hẹn gặp lại. Tôi sẽ gọi lại cho ông trước khi đụng độ. Lúc 17 giờ 30 ngày 7 tháng 5 năm 1954, sự sụp đổ của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả xâm phạm khiến nước Pháp và cả thế giới rung chuyển. Một cuộc chiến đã khép lại, nhưng một cuộc chiến mới lại nổ ra trong nội bộ nước Pháp. Gần một năm sau thất bại của quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ, ngày 31 tháng 3 năm 1955, một ủy ban điều tra đã được Bộ Quốc phòng Pháp thành lập nhằm làm sáng tỏ mọi sự việc liên quan tới thất bại mang tên Điện Biên Phủ. Nhiều nhân vật tướng lĩnh chủ chốt khác có liên quan đã được mời tới điều trần, trong đó có ba tướng chỉ huy trực tiếp là tướng Henry Navarre, tổng chỉ huy quân viễn trinh Pháp ở Đông Dương, tướng René Coney và tướng De Cát. Với những hồ sơ mật thu thập được từ quốc phòng và quốc hội Pháp, phim tài liệu Điện Biên Phủ nhìn từ nước Pháp đã lần đầu đưa những thông tin về cuộc điều trần này ra ánh sáng. Nhiều năm sau cuộc chiến, người Pháp vẫn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ai là người phải chịu trách nhiệm cho thảm họa mang tên Điện Biên Phủ. Một câu hỏi lớn được đặt ra, gần một phần mười quân viễn trinh ở Viễn Đông bị tiêu diệt tại Điện Biên Phủ. Thiết kế căn cứ cố điểm Điện Biên Phủ có nằm trong chính sách quân sự chung của chính phủ hay không? Nếu có thì chính phủ phải chịu trách nhiệm về thất bại này. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có viết sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, thực dân Pháp đã sử dụng lực lượng quân sự mở các chiến dịch tấn công để quay trở lại xâm lược Việt Nam cũng như Đông Dương lần thứ hai, thực hiện đường lối đấu tranh toàn dân toàn diện, trường kỳ kháng chiến, chủ yếu dựa vào thực lực của mình và vũ khí sẵn có, nhưng với tinh thần đấu tranh kiên cường, Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi, mở rộng phạm vi vùng giải phóng chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố lực lượng vũ trang cách mạng ngày càng phát triển lớn mạnh cục diện trên chiến trường việt nam và đông dương có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng có lợi dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và chủ tịch hồ chí minh vĩ đại quân đội và nhân dân việt nam liên tiếp làm thất bại các âm mưu kế hoạch của thực dân pháp với tinh thần tất cả cho kháng chiến tất cả vì tên tuyến, tất cả để chiến thắng, cộng với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các nước đồng lòng, tập trung nhân lực vật lực cho chiến dịch Điện Biên Phủ kết hợp với sức mạnh thời đại, sự ủng hộ giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân tiến bộ yêu trụng hòa bình trên thế giới và Đông Dương, quân đội và nhân dân Việt Nam đã tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ một cách trường kỳ ác liệt anh dũng và giành chiến thắng mang tính quyết định, đưa phong trào đấu tranh chống thực dân của nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng, viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu vào năm 1954. Chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng lợi trên các mặt trận giai đoạn năm 1953-1954 đã tạo điều kiện môi trường thuận lợi và lợi thế trên bàn đàm phán để tiến tới ký kết Hiệp định Geneva lập lại hòa bình ở ba nước Đông Dương là Việt Nam, Lào, Campuchia trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Miền Bắc Việt Nam đã hoàn toàn giải phóng, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội là động lực to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 là một trong những thắng lợi to lớn của Đảng Quân đội nhân dân Việt Nam, anh em trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân xâm lược, là biểu tượng của liên minh chiến đấu giữa quân đội nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, là nguồn sức mạnh to lớn thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng, nhân dân Lào giành thắng lợi Đảng, nhà nước và nhân dân Lào bày tỏ biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn quý báu, hiệu quả kịp thời mà Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Nội dung điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Campuchia có đoạn viết 70 năm qua, chiến thắng Điện Biên Phủ lưng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu luôn được người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế khắc ghi trong lòng. Đặc biệt, đây là bằng chứng của tình đoàn kết đồng cam cộng khổ giữa ba dân tộc Việt Nam, Campuchia, Lào. Đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Thông tấn xã của Lào, gọi tắt là KLP, vừa đăng tải bài viết khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến thắng của quân và dân Việt Nam mà còn là chiến thắng của nhân dân Lào và Campuchia khi cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ thù chung để giải phóng quê hương. Bài viết khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã dập tắt ý chí xâm lược của chủ nghĩa thực dân, tiến tới việc ký kết hiệp định Geneva về Đông Dương, công nhận độc lập chủ quyền dân tộc của Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí Lào vào ngày 2 tháng 5, đại tướng Chan Samone Chan Yalat, phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, nêu bật ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ và sự đóng góp của quân đội nhân dân Lào trong cuộc đấu tranh chống thực dân của nhân dân Việt Nam. KLP dẫn lời đại tướng Chan Samone Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng trói sáng nhất trong lịch sử đấu tranh chống thực dân của dân tộc Việt Nam anh hùng và được ghi vào lịch sử Việt Nam và thế giới thế kỷ thứ 20. Đại tướng Chasamone khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã xóa bỏ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, cho thấy sức mạnh của quốc gia nửa phong kiến từng là thuộc địa với dân số ít, nền kinh tế lạc hậu, lực lượng quân sự nhỏ và trang bị quân sự thiếu thốn. Bài viết khẳng định dù đã 70 năm trôi qua nhưng ý nghĩa và những bài học quý giá rút ra từ sự kiện lịch sử quan trọng này vẫn còn nguyên, đó là nguồn động viên to lớn cho toàn thể nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đó là thắng lợi của sức mạnh toàn dân, đánh giặc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiến thắng Điện Biên Phủ làm gia tăng vị thế của Việt Nam trong quá trình đàm phán tại Hội nghị Geneva, dẫn đến việc kết thúc chiến tranh và ký hiệp định hòa bình vào ngày 21 tháng 7, vào ngày 21 tháng 7 năm 1954, sau đó Pháp phải rút quân khỏi toàn bộ Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ và hiệp định Geneva đã chấm dứt hoàn toàn sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ kéo dài gần 100 năm ở Việt Nam, mở ra một chương mới trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, đại sứ Lào Camphao Evathan khẳng định: Sự kiện ký kết hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong cuộc đấu tranh lâu dài khó khăn của nhân dân bán nước Đông Dương giành được hòa bình độc lập cho Tổ quốc. Đại sứ cho rằng việc ký kết hiệp định này là chiến thắng vĩ đại, trong đó thực dân Pháp và các nước tham gia hội nghị Lần đầu tiên cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước Đông Dương. Đồng thời, việc ký kết hiệp định cũng thể hiện rõ lòng yêu nước cao cả, đường lối đấu tranh cách mạng độc lập tự chủ đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đại sứ Lào Khamphouy Ivatan cho rằng, trong suốt 70 năm qua, ngày ký hiệp định chấm dứt chiến sự tại hội nghị Geneva vẫn giữ nguyên giá trị trong công cuộc bảo vệ hòa bình, xây dựng và phát triển ba nước Đông Dương ngày nay. Chiều ngày 6 tháng 5, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecono đặt chân đến thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ông Lecono có một ngày tham quan các địa danh lịch sử trước khi dự lễ kỷ niệm vào sáng ngày 7 tháng 5. Tại di tích đồi A1, Bộ trưởng Quân đội Pháp đã gặp gỡ ba cựu chiến binh của Quân đội Liên hiệp Pháp từng tham chiến tại Điện Biên Phủ, trong đó có ông William Siladi, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Ông William Chilade đã chuẩn bị một bài diễn văn và nhờ một sĩ quan đọc nó trước sự lắng nghe của Bộ trưởng Quân đội và Quốc vụ Khanh Pháp. Bài diễn văn có đoạn, 70 năm trước, tiếng Đại bác cuối cùng đã im bặt tại Điện Biên Phủ. Đối với người Việt Nam, thời khắc đó là một chiến thắng không thể tưởng tượng nổi. Đối với người Pháp, đó là một thất bại không thể tưởng tượng nổi. Năm 1954 là năm có sự giãn nứt sâu sắc giữa hai nước chúng ta. Đối với chúng tôi, những cựu chiến binh Điện Biên Phủ, dù mỗi ký ức còn là vết đạn, nhưng chúng tôi có trách nhiệm trước thế hệ trẻ phải giải quyết dứt điểm vết thương này và giải tỏa nỗi đau xưa. Ông William chỉ là đi viết, tôi luôn tâm niệm rằng để mở ra cánh cửa tương lai thì chính quá khứ của chúng ta mới là chìa khóa. Chúng ta có chiếc chìa khóa này ở đâu đó bên trong mình và các thế hệ trẻ sẽ phải nắm bắt nó để xây dựng một thế giới mới, nơi nhân dân chúng ta với quá khứ chung này sẽ có thể nói chuyện với nhau và trân trọng lẫn nhau để chia sẻ di sản này. Chúng ta hãy cùng nhau biến năm 2024 thành năm hòa giải và mở ra một trang mới của lịch sử chung. Ông Sebastian Lecono hiện diện tại đôi A1 với tư cách là bộ trưởng quân đội đầu tiên của Pháp đến thăm Điện Biên Phủ, tiếp theo các chuyến thăm Điện Biên Phủ của Tổng thống Francois Mitterrand vào năm 1993 và Thủ tướng Pháp Edouard Philippe vào năm 2018. Bộ trưởng quân đội Pháp đứng trên miệng hố sụt, nhìn xuống dấu vết của khối bộc phá gần 1.000 kg đã khiến cứ điểm cuối cùng của quân đội Pháp sụp đổ. Tưởng Minh, một cậu bé học sinh lớp 7, sinh sống tại Điện Biên, tình cờ gặp gỡ các cựu chiến binh Pháp. Cậu bé đã hát tặng họ ca khúc Bông Chua Việt Nam bằng tiếng Pháp và nhận được sự vỗ tay tán thưởng của đông đảo những người có mặt. Sự xuất hiện của nhóm quan khách Pháp gây chú ý với du khách thập phương đang tham quan đồi A1. Sau khi rời đôi A1, Bộ trưởng Chiladi tiếp tục đến thăm di tích Hầm Đờ Cát, nơi đây còn lưu giữ tương đối nguyên vẹn, hệ thống công sự, vũ khí phòng ngự và các căn hầm. Bộ trưởng quân đội Pháp đã thăm căn hầm nơi tướng Christian de Gaulle cùng các chỉ huy tập đoàn cứ điểm đã trú ẩn và cố thủ cho đến khi bị bộ đội Việt Minh bắt sống. Ông Chirac dừng khá lâu trước tấm bảng thống kê tổn thất của quân Pháp tại Điện Biên Phủ. Bộ trưởng quân đội Pháp cũng ghé thăm điểm trưng bày pháo 105mm thuộc trận địa pháo phân khu trung tâm Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp, bị khẩu đội 1, đại đội 755 pháo 75mm, trung đoàn pháo 675, tiêu diệt vào ngày 23 tháng 4 năm 1954. Dự kiến sáng ngày 7 tháng 5, ông Shiladi sẽ dự đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tổ chức tại sân vận động tỉnh Điện Biên.